tới cái con tháng tí sau khi làm nồi xong gom nồi trước phải dẫn bay để đồ với chuông bố là so luôn lại thay lọc gió đồ chơi nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn về nó hút lại. Còn lọc gió zin á nó thiếu gió nó không đủ, với lại chạy thời gian cũ nó kẹt bụi nên chạy nó vừa hao xăng mà vừa lì không đi nữa. Bây giờ mình bắt rồi mình test nó lên cho anh em xem nha. Ý vì mình làm nồi với lại thay lọc gió xong rồi. Cái nồi mình test thử cái tốc độ nó cho anh em coi, khắc phục cái lỗi rung cái đầu luôn. Đây vết ba nữa. Ý thường thường là nó sẽ xào nhẹ nha anh em. Có đề có hầu hết rung ra đầu em mới yêu cầu điện thoại mình nha. Rồi tiếp tục một ngày bận rộn tiếp. Thank you.